Trên thế giới, Trung Quốc tập trận cùng lúc ở bốn vùng biển, ra hiệu đã sẵn sàng đối phó với Mỹ. 10 người chết trong vụ đánh bom kép tại Philippines. Trung Quốc đã tiêm vaccine cho cán bộ chủ chốt từ tháng 7. Hoa quả Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trở lại. Mũi né được công nhận là khu du lịch quốc gia. Để cháy gần 12 hecta rừng, nhiều cán bộ ở Con Tum bị kỷ luật. Bắt giữ một công dân nhập cảnh trái phép vào Nghệ An. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của FBNC. Tôi là Minh Ngọc và bây giờ là thông tin chi tiết của bản tin hôm nay. Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần như đồng thời ở bốn vùng biển. Một động thái hiếm hoi có thể được thiết kế để báo hiệu họ đã sẵn sàng đối phó với Mỹ và Đài Loan. Cơ quan quản lý an toàn hàng hải đã đưa ra thông báo từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Các cuộc tập trận đã diễn ra ở bốn vị trí, bao gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông, Biển Hoàng Hải và Vịnh Bô Hai thuộc Hàng Hải. Riêng tại Biển Đông thì một khu vực phía đông của đảo Hải Nam sẽ bị hạn chế để diễn tập quân sự từ thứ hai đến thứ bảy. Hải Nam là nơi Trung Quốc đã xây dựng cảng lớn dành cho các tàu sân bay. Các nhà sản xuất điện tử có trụ sở tại Đài Loan và Foxconn và Begatron là một trong số các công ty đang muốn dời nhà máy đến Mexico. Một nguồn tin của Reuters cho biết, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch coronavirus thúc đẩy các doanh nghiệp phải chấn chỉnh lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Kế hoạch này có thể mở ra hàng tỷ đô la đầu tư mới vào nền kinh tế lớn thứ hai của Mỹ Latin, vốn được coi là nền kinh tế tệ nhất từ cuộc đại suy thoái những năm 1930. Foxconn và Megatron được biết đến là nhà thầu cho một số nhà sản xuất điện thoại, bao gồm Apple. Hiện chưa rõ họ sẽ làm việc với những đối tác nào ở Mexico các nhà chức trách ở belarus đã bắt giữ hai trong số những nhân vật đối lập hàng đầu vào hôm thứ hai một ngày sau khi hàng chục nghìn người bất chấp ngăn cản của quân đội để tuần hành đòi tổng thống alexander lukashenko phải từ chức tổng thống người đã gọi những người biểu tình là lũ chuột cho biết tuần trước ông đã ra lệnh cho cảnh sát dẹp mọi cuộc biểu tình ở minsk nhưng hàng chục nghìn người đã xuống đường hôm chủ nhật vào một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ cuộc bầu cử và sau đó giải tán một cách hòa bình một dấu hiệu nguy hiểm khác ở Belarus đó là hầu hết các ngân hàng đã cạn kiệt ngoại tệ khi nhiều người dân cố gắng bán hết đồng rút địa phương. Các quan chức cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương, bao gồm cả binh lính và dân thường, trong một vụ đánh bom kép liên quan đến một kẻ tấn công liều chết trên một hòn đảo phía nam Philippines, vốn là thành trì của các tay súng Hồi giáo. Vụ tấn công xảy ra tại Yolo ở Sulu, có đa số người Hồi giáo, nơi lực lượng an ninh được chính phủ hậu thuẫn, từ lâu đã chiến đấu chống lại nhóm Abu Sayyaf bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Abu Sayya là một trong những mạng lưới có các chiến binh Hồi giáo từng bị đổ lỗi cho các vụ khủng bố tồi tệ nhất của Philippines, cũng như các vụ bắt cóc du khách nước ngoài và các nhà truyền giáo cờ đốc. Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa yêu cầu tòa án tối cao cho phép ông chặn người dùng trên Twitter. Vào năm 2018, thì tòa đã phán quyết rằng ông Trump không được chặn những người dùng khác trên ứng dụng truyền thông xã hội này vì các bài đăng của ông có tính chất chính phủ và bắt buộc phải công khai. Do đó, việc chặn người dùng vì lý do không thể chấp nhận được quan điểm chính trị mà họ thể hiện là không hợp lý. Bản kiến nghị của Tổng thống, một tài liệu dài 187 trang, lập luận rằng việc Twitter cấm ông Trump chặn người dùng là philoritis vì không phải bài đăng nào của ông cũng được coi là phát biểu của chính phủ. Chính phủ Indonesia vừa thông báo khách du lịch nước ngoài sẽ không được phép đến Bali trong thời gian còn lại của năm 2020 do lo ngại về virus Corona. Bali dự tính mở cửa trở lại các bãi biển, đền thờ và các điểm du lịch khác cho du khách nước ngoài vào ngày 11 tháng 9. Nhưng kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ do lo ngại về các trường hợp lây nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở Indonesia. Riêng thủ đô Jakarta chưa dỡ bỏ lệnh cấm khách du lịch nước ngoài. Số lượng các chuyến bay đến và đi từ Bali giảm mạnh trong đại dịch toàn cầu, khiến các khách sạn trống rỗng và các nhà hàng phải vật lộn để tồn tại. Ông Yang Yongwei thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, Nước này đã đưa vaccine vào sử dụng chính thức từ tháng 7, mặc dù hiện chỉ hạn chế người làm việc cho các công ty nhà nước cần ra nước ngoài. Ông Yen cho biết, một số các nhân viên y tế, quan chức biên giới và những người làm việc tại các chợ thực phẩm có thể sớm được cung cấp vaccine. Việc sử dụng vaccine khẩn cấp đã được Bắc Kinh chấp thuận vào tháng trước và triển khai vào ngày 22 tháng 7. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới về WHO, hiện có 170 nỗ lực tuyên biệt nhằm tạo ra một loại vaccine an toàn và hiệu quả cho Covid-19, nhưng chưa có vaccine nào được chấp thuận. Hóa hoàng ở California tiếp tục theo rụi nhà cửa và các khu rừng khi gần 20 vụ cháy lớn do nhiệt độ cao và xác đánh tấn công vào hôm qua, Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy Chữa cháy California cho biết. Các đám cháy đã giết chết 6 người và theo rụi gần 700 tòa nhà kể từ khi bắt đầu sau một cơn bão xét trước đó vào tuần trước. Cháy rừng đang đe dọa các bộ phận của khu vực Bình San Francisco và thủ phủ của bang Sacramento. Tiếp theo là phần thông tin trong nước. Thưa quý vị, ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đang nắng nóng cục bộ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 8. Người dân nên chú ý bảo vệ sức khỏe và cảnh giác trước nguy cơ cháy nổ. Tiếp theo chúng tôi xin được thông tin đến quý vị một thông tin vui. Mới đây thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đặt cách cử chuyên gia sang Việt Nam giám sát xuất khẩu hoa quả. Hiện nay Việt Nam có 6 loại hoa quả được phép xuất khẩu vào thị trường Mỹ, bao gồm thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, vú sữa và xoài. Trước đó từ tháng 3 năm 2020, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Mỹ đã yêu cầu nhân viên bản xứ phải quay về nước. Đến nay thì chuyên gia Mỹ đã quay trở lại Việt Nam làm việc. Trước mắt thì cán bộ đại sứ quán Mỹ thực hiện giám sát xử lý trái cây tươi. Từ tuần này thì việc xuất khẩu trái cây sang Mỹ sẽ bình thường trở lại. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 2354 công nhận khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận là khu du lịch quốc gia với mục tiêu tập trung đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và vật chất, kỹ thuật du lịch phấn đấu đến năm 2030. Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn tại tỉnh Đồng Nai vào đúng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 trong thu phí cầu Đồng Nai đặt trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Biên Hòa đã chính thức được tạm dừng thu phí ngay trong ngày lực lượng thanh tra giao thông cũng đã có mặt để phối hợp hướng dẫn các phương tiện qua khu vực trước đó kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí từ 18 năm 4 tháng 10 ngày như trong hợp đồng xuống còn 7 năm 8 tháng 16 ngày nguyên nhân nhà đầu tư tính sai lưu lượng xe và xác định sai tổng mức đầu tư Liên quan vụ cháy gần 12 hecta rừng tại tiểu khu 412, xã Đắc Tăng, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, một vụ cháy đã làm thiệt hại gần 70% diện tích rừng thông ba lá 7 năm tuổi. Phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, Con Plong, đơn vị chủ rừng đã tiến hành xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan. Theo đó, ba cán bộ chi nhánh lâm trường Mang Cành 2 bị khiển trách. Hiện công ty đang chủ động xây dựng và thực hiện phương án trồng lại rừng, kinh phí lấy từ nguồn dự phòng để mua giống. Dự kiến đến ngày 15 tháng 9, việc trồng cây sẽ hoàn thành. Tại tỉnh Lâm Đồng, công tác bảo vệ rừng đang được thực thi hiệu quả. Vào hôm 24 tháng 8, nhận tin báo từ người dân, lực lượng kiểm lâm huyện Lạc Dương phối hợp với công an huyện tổ chức mật phục bắt quả tang xe vận chuyển gỗ lậu. Khi lực lượng yêu cầu xe tải mang biển kiểm soát 49C 19278 dừng lại để kiểm tra, tài xế điều khiển xe đã lao thẳng vào ô tô của hạt kiểm lâm. Sau đó, ba đối tượng trên xe tháo chạy vào rừng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Trần Vũ Long là phụ xe. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng làm phần đầu ô tô của hạt kiểm lâm bị hư hỏng. Lực lượng chức năng thu hồi được 7 phách gỗ xẻ và 4 lóng gỗ tròn thuộc chúng loại gỗ đỏ quý hiếm thuộc nhóm 1 với khối lượng hơn 0,8 mét khối. Cũng trong chiều ngày 24 tháng 8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết mới vừa phát hiện đối tượng Kha Văn Môn, sinh năm 1996, thường trú tại bản Na Loi, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào qua biên giới về Việt Nam. Theo lời khai của đối tượng này, thì vào khoảng tháng 3 năm 2020, đối tượng này vượt biên trái phép vào Lào, sau đó qua khu vực gần Bôn Sa Vẳng, tỉnh Siên Khoảng để làm ăn. Đến ngày 23 tháng 8, đối tượng trở về gia đình theo đường cũ để trốn tránh cách ly thì bị bắt giữ. Hiện đối tượng này đã được cách ly phòng chống dịch, sau đó sẽ bị xử lý vì nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật. Liên quan đến việc tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng bị lộ đề thi khối 9 gây xôn xao dư luận thời gian qua, chiều ngày 24 tháng 8, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai cho biết, nguyên nhân là do lỗi của bà Trần Thị Tê, là nhân viên thư viện của trường Trung học cơ sở Trần Phú. Cụ thể, trong quá trình in sao đề kiểm tra môn Ngữ văn khối 9 toàn thành phố, bà này đã vô tình bỏ một bản lỗi vào túi áo về nhà. Hiện bà Tây đã bị kỷ luật cảnh cáo. Xin chuyển sang một số thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 8, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 1A, khu vực cầu Bình Điền, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì 5 xe ô tô gồm xe con, xe khách 29 chỗ và xe bán tải khi đang đổ dốc cầu đã tông liên tiếp vào nhau làm cả 5 xe bị hư hỏng nặng, nằm chắn một phần làn đường. May mắn không có thương vong về người, song vụ tông xe đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A, khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh bị ùn tắc kéo dài nhiều cây số. Trong khi đây là tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh với lưu lượng xe rất lớn lại trong giờ cao điểm sáng đầu tuần khi các phương tiện phải rất vất vả khi lưu thông. Thưa quý vị, sau đây là một tình huống giao thông hết sức nguy hiểm. Đây là video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn giao thông tại Hương Yên. Cụ thể thì người đàn ông phóng xe máy tốc độ cao và cố đánh tránh lái xe tải đang quay đầu nên đã lao thẳng vào container dừng đổ bên đường. Hậu quả là nạn nhân bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Có thể thấy chiếc xe tải này đã quay đầu ẩu trong khi xe máy đang chạy khá nhanh dẫn đến tình huống va chạm đáng tiếc trước khi kết thúc bản tin hôm nay fbnc xin trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn những mảnh đời khó khăn trên cả nước sắp tới đây kênh truyền hình fbnc sẽ khởi động chương trình vì xã hội mang tên điều ước việt nam Chương trình là cầu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn, sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên, tìm một tia sáng cuối đường hầm thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ điều ước Việt Nam a vòng fbnc.vn hoặc hotline 096 39 38 351. FBNC rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của FBNC. Cảm ơn phần quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.